Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha anh em ơi. Và ở video này thì Khải vừa sắm mặt vào đan này nè. Khải mua cái xác này thì level 91 match skin thiên địa dấu cực với cái giá 1.500.000. Thì chỗ quen biết thì thằng em nó còn fit cho một ít để mà xài đó. Chứ còn thiệt tình giá này, ạc này ít nhất phải là 800 đến 1 triệu anh em. Thì em đang fit cho Khải một rẻ rẻ Khải xài, nói chung là giao lưu giao lưu trải nghiệm vào đan thử. Thì ạc này thì anh em cũng biết server này rồi, liền kêu võ đăng thiên địa giao cực là một cái gì đó nó rất là khó nha anh em, nó rất là khó khăn luôn đó. Và cái ạc này thì mát kêu nha anh em, mát kêu vào level 90-70-70%. Khải up lên 91 hôm qua rồi, thì bỏ thêm tầm 500 xu Khải up 91 rồi, thì bỏ khoảng 30.000 nữa đó. Ok, thì ở video này thì Khải sẽ lên đảo và Khải sẽ mang những set đồ vào cho anh em xem đây. Và Khải sẽ đổi tên nha anh em, thì đảo tại tỷ thì Khải sẽ qua Tương Dưa, Ban Hiện, Nam Nhật Chấn. Cái group mua bán thì ở dưới phần mô tả video em có nha anh Nguyễn Vọng Phú ơi. Cái ạc này chắc là chỗ ạc Bình Phước ấy, tại vì Khải mua ạc của chỗ ạc này thì Khải không rõ là ở đâu. Nam Nhật Chấn lên đảo nha anh em ơi. Server này thì chỉ có lên ở Nam Nhật Chấn được thôi. Rồi, lên đảo ta tỷ rồi. Đó, đổi tên luôn. Có thể copy cái tên tên cũ bắt vào. Ok, ok, đổi tên này nha anh em. Anh cho đang khai đổi tên này nha. Đó. Đổi tên, đổi tên. À, cho nó qua cái tên này đi. Quay về tên của mình đi. Ở lần này thì Khải sẽ chơi dạng giả đang. Khải tài tỷ, Khải mang đồ vào. Đây, đồ thì chuẩn bị hết rồi, để Khải sau đồ cho anh em xem luôn. Với set đồ của Khải thì Khải đạt hiệu ứng được 80 chón và 45 chậm cho anh em ơi. Với thời điểm hiện tại thì với 80 chón với lại 45 chậm thì Khải thấy ok rồi nha anh em. Khải thấy rất là ok rồi. Như thông pháp này, cái thông pháp. Sau này mình sẽ xem set đồ VIP hơn. Thằng này thì cái như vậy là ok rồi anh em, mang vô. Mà được 300, cái này 160 máu, mang hết vô được bao nhiêu máu nha. Nhẫn này chưa có sự lực hơi cùi. 800, quá đẹp. Được tính ra 166. Và tính ra set đồ này được bao nhiêu máu đây? 818 trừ cho 166. Set đồ này của Khải được cộng 652 sinh lực. 652 sinh lực. Sau này Khải sẽ thay cái nhẫn này đi. Sau này Khải sẽ thay cái nhẫn này đi, kiếm sinh lực lên khoảng 100 đi. Thì set đồ này nó sẽ dao động cộng cho Khải 700 sinh lực nha anh em ơi. Với cái đồ xanh hiện tại bây giờ thì Khải mang set đồ vào cộng 700 sinh lực à, ok đấy. 700 sinh lực, trung bình tầm 700 đến 750. Nếu mà tìm được cái nhẫn sinh lực 100 kháng lôi nữa là set đồ này cộng khoảng 750 sinh lực anh em, quá đẹp. Rồi, Khải tăng sao cho hiệu ứng nó máu khoảng một cái máy thôi, không còn nhiều. Để Khải ra test thử tăng nội công thử lên đam không nha anh em. Anh em đợi chút nha, Khải vô mua mình nè. Sẵn Khải test thử tăng nội công thử lên đam không. Test thử tăng nội công lên đam không, server này thì như thế nào, có lên đam hay không cho anh em biết nha. Khải mới mua bạc này nha Quân Lâm ơi. Sơ đồ này sinh lực khá là đẹp. Khải lấy đam 2k1 đi. Ok nha, 2k1 nha. Trước mắt thì Khải lấy đam 2k1 full sinh khí. Để xem thử cái lượng đam 2k1 thì tí nữa mình tăng full sinh nội công. Tăng full nội công thì nó có tăng đam không nha anh em. Ok, Khải sẽ đi quýnh mấy cặp 1 cặp 1 thôi cho anh em giờ biết. Cặp thủy đi, 2k1 nha anh em. Đâm đầu sẽ là 2k1 nha anh em. Còn cái dược đam chí mạng này nọ không tính nha, chủ yếu tính đâm đầu thôi anh em ơi. Tính đâm đầu thì đó là cái lượng đam chuẩn của cái dòng lực tay trái và lực tay phải. Quýnh mấy hờ là tầm 2k1 luôn nha anh em. Đó, tầm 2k1. Đó, lực tay khả 2k1 này, nghe không? Tầm 2k1. Tiếp tục. Tầm 2k1 anh em ơi. Đó, dao động cái đầu tiên thường là 2k1. Còn mấy cái sâu là cái dùng đam nè, mấy cái sâu là cái dùng đam thì không nói. Đánh một cái thôi. 2k1 đó.
Lực tay 2k1 là đánh 2k1 nha anh em. Tiếp tục nha. 2k1. Đó. Bản này giờ đang ngon hơn là tại vì vô tống kim giao tranh nó kẹp, nó kẹp được góc anh. Cái bản cái map, nắp map này nó toàn góc quá là giờ đang kẹp được góc nên là em thấy ngon hơn thôi. 2k1. Đó, 2k1 nha anh em. À, hiện tại khả năng chỉnh 2k1 lượt tay thôi. Anh em thấy không? Đam trụ nào cũng 2k1 thôi. Cái này đam một cái nha, không có dồn nha. 2k1 rồi, ok. Dồn đam thì không nói nha anh em. Đang tính cái lượng đam của cái dòng nội công. Thử có tăng đam hay không. Đó, ở lần này khả tăng 2k1 đam thì nó được 2k1. Ok, bây giờ khả tiếp tục vào bên trong. Khả tăng lên nội công xem nó có tăng đam hay không. Lần này khả sẽ test cho anh em xem nó là mắt nội công nha anh em. Mắt nội công thì lực tay của Khải sẽ tầm 2k4. Nếu mà lực tay 2k4 ra đam quái, ra đam trụ mà lên 2k4 đam á thì phiên bản này tăng nội công có tác dụng nha anh em. Đó. Là có tác dụng nha anh em. Đó 2k3, đó 2k3 nha. Đây, hiện tại bây giờ đó là lực tay của Khải là 2k3. Đó là Khải là test thử coi. Thử nó như thế nào. Đây, này hồi nãy đánh mấy cái trụ này chỉ 2k1 thôi. 2k3 nữa mày, phiên bản này nội công lên đam nha. Phiên bản này giờ đang nội công lên đam nha, không khác như không giống những phiên bản khác nha anh em. Lên đam nha. Đó, nội công lên đam, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Nội công lên đam. Phiên bản này giờ đang nội công lên đam. Đây cho anh em xem lại này. 2k3 nha. Đó, 2k3 đam. Phiên bản này nội công lên đam nha anh em. Giá phiên bản này tăng nội công có tác dụng quá đẹp cho vào đang. Dù giờ tính ra phiên bản này giờ đang mạnh vãi nồi. Như những phiên bản khác phải chơi thì tăng nội công nó không có tăng đam anh em. Nó không có tăng đam. Phiên bản này tăng đam này. Đó anh em thấy cả test không? 2k3 lực tây này. Đó 2k3 đam. Ui quá tuyệt vời. Trời ơi phiên bản này là cứ nội công mà dứt thôi. Quá đẹp. Quá ngon nhờ. 2k3 đam quá đẹp quá chậm. Cái này phải ép lên 2k2 đam lại đấy. 2k3 này anh em thấy chưa? Cái trụ này trụ 30k nha anh em. Mấy cái Khải quýnh toàn trụ 30k thôi. Hồi mọc thì nó lên đam hơi kém rồi không tép. 2k3 này, ok. Phiên bản này ngon. Phiên bản này giờ đang ngon, quá ngon. Tính ra phiên bản này giờ đang quá mạnh. Mọc, ôi nhầm quýnh mọc. Nhầm quýnh máy hơi khác. Ui nó giật đam 4k5. Nói chung là chung điểm trung bình của nó ở giao tranh đầu tiên là nó sẽ tính cái lực tây nè con này, đam đầu tiên nè. Đó 2k3 anh em thấy không? Nếu mà Khải dùng đam thêm thì nó sẽ cộng thêm. Ok rồi, hiểu rồi. Ở server này khẳng định với anh em 100% tăng nội công lên đam anh em ơi. 100% tăng nội công lên đam nha anh em ơi. Phiên bản này là phiên bản nội công, đường môn với năm động là thân pháp nha anh em. Đó. Ok, quá đẹp. Rồi, ok Khải tăng ép đồ, ép đạc xong rồi. Đấy xuống rồi. Đó, test cho anh em xem là phiên bản này chuẩn là nội công anh em ơi. Chuẩn phiên bản nội công nha. Chuẩn phiên bản nội công nha. Máu thì Khải cố gắng lấy khoảng 1k1 thôi. 1k1 thôi. 1k1 hay 1k thôi. Đó là full nội công. Rồi. Nội công 70. Cố gắng lên 2k2 đam. Phiên bản là nội công. Hai k2. Đó, vừa chọn 2k2. Lại sinh khí. Đó. Rồi ok. Kiếm cả hai. Rồi vừa đẹp. Vừa đẹp. Ôi trời ơi, cái này đam 2k2 quá đẹp đấy. 2k2 này, giờ anh em đợi nha. Đam 2k2 nha. Ra quốc trụ nó sẽ lên 2k2 đam, gọi là những đam chuẩn đầu tiên. Đó, 2k2 thấy chưa? Quá đẹp. Mọc thì không nói, mọc thì hơi cùi.
thủy gương. Đai đồ á, đồ thì đây anh em, chuyển hóa 4, sinh lực cao, chuyển hóa 6, sinh lực cao. Đó. Hiện tại khả năng tìm cái nhẫn sinh lực cao nè, tìm nhẫn sinh lực cao. Đó, đồ đó anh em ơi, đẹp chưa? Đạt hiệu ứng nha anh em, đạt hưởng chón nha, chón chón 80, hiện tại chón trong người khả là 90 này. Đó, chón 90 này em thấy chưa? Đó, 540 nha anh em. Và đang thì với cái tầm 89x thì 540 là gọi là ok rồi anh em. Với lại tầm này thì tìm 580 rất là khó. Khó mà đạt được 580 nha anh em. Hiện tại với cái thời hiện tại bây giờ không thể nào mà 580 được, rất là hiếm. Tầm này mua một cây vũ khí 540 thì nó bán khoảng gần 1,5 triệu 2 triệu rồi, hơi là hơi rất là căng. Mà đa số là mấy anh thiên nhẫn anh mua thôi. Chứ còn võ đan thì ở giai đoạn này thì khá là nhiều võ đan đi theo cái hướng là chón 80. Chón 80 và làm chậm 40 là ok rồi em ơi, đánh ok rồi. Vào tổng kim mình thằng gắn lắc là ok rồi. Đâu, tính là coi mang kiểu này thì máu đôi giày này không mang uổng gơ ta. Hay là mang đôi giày này ta, mang đôi giày kia chạy chậm quá em ơi. Mang đôi giày kia chạy chậm quá. Mang đôi giày kia chạy quá chậm em ơi, sau này chạy chậm quá. Ừ, được rồi, đôi giày này thì nó hơn khoảng 80 sinh lực anh em. 80 sinh lực và mấy chục nội lực. Đôi giày này được tóc mà. Tóc bù lại được 2%. Đồ, giờ anh em nghiên cứu thử nên lấy giày tóc hay là nên lấy dòng giày sinh lực nội lực anh em. Giày này thì tóc 21 tù quá. Tóc 21 quá tù. Này 37 cũng được nè, 37 cũng đẹp nè. 37 tăng một điểm vô chỗ này thì nó tăng tóc một mớ luôn nè, tăng cả khúc tóc luôn. Này 21 này không đẹp, 21 hơi cùi. Được rồi. Đây, cho anh em xem lại set đồ nha. Nãy có sự thay đổi giữa đôi giày. Đôi giày thì sinh lực được 80. Nhưng mà chuyển hóa có 4 thôi, mà tóc có 21 thôi, nên là khai bỏ ra, khai mang đôi giày này. Là đôi giày chuyển hóa 6 này. Sau này có đôi giày nào sinh lực đẹp thì tính xem nè. Với lại đôi giày này tóc cao, ví dụ ít hôm mình tăng điểm này một điểm nữa, nó sẽ tăng 2 tóc nữa, thì mình sẽ chạy nhanh hơn. Rồi đai lưng, anh em xem đồ nha. Đó, hai món. Đai lưng là kích cái dây chuyền chón rồi nè em ơi, chón khá cả này. Rồi nón khả năng đi 45 chậm. Và cái áo này đỡ kích cái nón sinh lực cao phù hợp 40. Rồi vũ khí khăn lôi. Rồi nhận khăn lôi. Đó. Thấy chưa? Rồi bao tay chón khăn họ. Đó, ngập bỏ chón khăn họ. Nhận. Đó, nhận này thì sinh lực nhưng mà nỗ lực không có. Thôi đỡ mang cái nhận kia đẹp hơn anh em ơi. Nhận kia sinh lực 80 mà nỗ lực được 100 anh em. Gà thái nó ok hơn ấy. Sau này kìm nhẫn nào đẹp hơn tính tiếp. Đó, dạ. Sinh lực được K2 rồi ok. Còn K2 K1. Còn K1 sinh lực. Được đấy, tầm này ok rồi. K1 sinh lực vào tống kim thì có thể mình cắn một cục sinh lực 500 vào anh em thì nó sẽ trâu hơn 500 máu nữa. Ai. Này là 2K1 đam. Còn ví dụ như mình chuyển lại cái này là 2K2 đam chứ. Để mình chuyển là 2K1 đam xem. 2K1 đam thử như thế nào. 2K1 đam. Rồi cái này thì 209 hơi thấp nhỉ. Máu được 300 nữa, máu thêm được 200 nữa chứ. Máu được 200 nữa nè. Mà mana tầm 5K2 hơi thấp. 5K2 hơi thấp. 5K2 hơi thấp. Trời, 2K1 50 rồi. 2K1 50. Nè nè, không được. Trời, lên 2K đẹp hơn. Đó. Thấy như thế này, hợp lý nhất. Rồi, ok. Tầm này đẹp rồi nè mày. Với giọt đang thì máu tầm K1 đẹp rồi. Này, dưới ngựa nha. Ok, nói chung là video này thì khải xuống đảo thôi.
cái gì ít hôm đánh tông kim thì đó lượng kháng khá như thế này anh em ơi. Vào tông kim thì canh lách thôi. Ừ mana như thế này ok rồi. Đó, quá đẹp rồi anh em ơi. Chung là tầm này cứ lên cấp thì dồn vào nội công lấy mana nữa được. Khoảng tầm 10 ít á, khoảng tầm 10 ít mà mana giờ đang tầm 8k hay 9k đó là đẹp. Đó, 9k 8k đó là đẹp, kèm với máu khoảng tầm 1k 2k 3 là đẹp anh em ơi. Giờ đang thì không còn máu nhiều. Giờ đang chủ yếu là mana với máu nó tương đương với nhau là được. K1 cái này 6k đẹp rồi. Được đây 2k2 nha anh em. Đấy, giờ lên cấp thì tăng một điểm chỗ này được khả lấy 20 tóc chạy nữa sẽ được tóc chạy dưới người là 15 cho nên sẽ được tóc chạy dưới người 15. Còn Yên hả? Còn Yên Khải vẫn đang treo thôi Tuấn Văn ơi. Ok anh em nha, video này thì Khải xuống đảo rồi, anh em đang xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ để lần đầu tư con giò đăng này nha anh em ơi. Đúng rồi, 6k 9k.